bán sang thế? Sang thì nó thiếu. Mấy vợ chồng của anh thì đã chết hết rồi. Bây giờ không ăn cơm thì mới làm gì nữa. Nếu hôm nay ăn cơm chán lắm rồi chú ạ. Ây dạ, sao bác để tôm chết hết như thế? Để em giới thiệu cho bác cái dịch vụ này của Viettel. Ây, bác xem đây này. Trong này có dịch vụ tôm của Viettel này. Có tất tần tần các thông tin về tôm này, về dịch bệnh này, về trùng chiều này, về thời tiết này, đủ cá. Hay thế.